ngày 25 tháng 9, thứ sáu tuần 2 năm thường niên. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, con người phải chịu nhiều đau khổ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện: chết vì yêu, sống lại để cứu rỗi. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, con người phải chịu nhiều đau khổ. Simon Phêrô được Thiên Chúa Cha mặc khải, ông tin tín: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, Đấng cứu thế mà muôn dân trông đợi bao năm. Thế nhưng Đấng Kitô được Thiên Chúa sức dầu và sai đến trần gian không phải là một trang anh hùng dũng sĩ hay một tướng quân oai vệ với một sức mạnh phi thường đánh đầu thắng đó, càng không phải là chính khách đầy thủ đoạn chính trị để có thể soái ngôi bá chủ thiên hạ mà thống lĩnh vũ hoàn. Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, lại là con người khiêm nhượng, tầm thường, bé nhỏ nhất trong thiên hạ. Người vâng phục Cha, chịu mọi ganh tị, sỉ nhục và cả những khổ đau kinh hoàng đúng như lời người nói. Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Thế thì sứ vụ cốt lõi của Đấng Kitô chính là chịu chết vì yêu và sống lại, để ai tin vào người cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Trần gian có biết bao người đã chết, nhưng không hề có ai sống lại cả. Có biết bao cái chết, nhưng chẳng có cái chết nào vì yêu cả nhân loại này. Và tuyệt đối không có cái chết nào đánh đổi sự sống lại cho toàn nhân loại này. Chỉ có cái chết của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, mới có thể cứu rỗi con người khỏi chết ngàn đời và ban cho con người sự sống lại, sự sống trường sinh. Đó phải là đức tin vững mạnh của chúng ta. Đừng nghĩ mình sẽ sống mãi trên trần gian mà bất cần ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin giúp con luôn đặt niềm tin yêu, hy vọng vào Chúa Giêsu và khát khao được sống đời đời. Amen. Trong đau
ân lòng mẹ bao la con xanh. Xin hân hoan đón mẹ về vui sống trong tình mẹ yêu. Này là con của mẹ và này là mẹ của chúng con trong an bình. Xin chúc vinh mẹ uy linh ngàn lời yêu thương tôn kính. Xin hân hoan đón mẹ về vui sống trong tình mẹ yêu. Này là con của mẹ và này là mẹ của con. Cha thật quang vinh, ngập tràn yêu thương chân chính.